Xin chào quý vị khán giả của kênh Quảng Ngãi Vlog. Hôm nay kênh xin chia sẻ thông tin tiểu sử của Thầy Tuệ Minh. Thầy Tuệ Minh có tục danh là Vinh sinh ra và lớn lên ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Trong gia đình thuần nông, gia đình thuộc diện hoàn cảnh, những người thân xung quanh nhận xét Thầy Tuệ Minh rất hiền lành, ít nói, chịu khó. Thầy Tuệ Minh sinh năm 1991, năm Tân Mùi. Mệnh thổ, cụ thể là lộ bàn thổ, tức đất đường đi thầy năm nay 33 tuổi, tam hợp với hợi mão, mùi, tứ hành xung với thìn, tuất, sửu, mùi. Trước khi đi theo thầy Minh Tuệ, thầy Tuệ Minh có làm vườn, làm dãy ở Gia Lai. Dãy của thầy Tuệ Minh cũng gần nhà thầy Minh Tuệ trên Gia Lai. Có sự trùng hợp thú vị là thầy Tuệ Minh cùng quê Hà Tĩnh với thầy Minh Tuệ, có giấy cũng gần dãy của thầy Minh Tuệ. Có tên cũng trùng với thầy Minh Tuệ có đều ngược chữ. Thầy Tuệ Minh là nông dân bình thường, không phải là công an mật, cũng không phải là chính sát hình sự, như những lời đồn đoán của cộng đồng mạng. Thầy Tuệ Minh có chia sẻ rằng, lúc trước cũng biết đến Phật Pháp từ năm 2016, có ý định xuất gia nhưng không đủ duyên. Kiểu cầu đảo nhưng chưa gặp thầy hiền. Bây giờ mới đủ nhân duyên, phát nguyện bồ đề tâm đi theo lời Phật dạy, đi theo hạnh tu của thầy Minh Tuệ suốt đời. Nhưng không biết mình có đủ duyên không, nhưng sẽ cố gắng tinh tấn tu tập thầy gia nhập tăng đoàn vào ngày mùng 7 tháng 5, từ địa phận Thanh Hóa, cùng thời gian với thầy Trơn Trí. Mọi người mới xem hay nhầm lẫn giữa hai thầy Minh Trí và Tuệ Minh. Vì nhãn quan thoáng nhìn, hai thầy này khá giống nhau. Với nét mặt lạnh lùng, ít nói. Nhưng ấm áp, luôn quan tâm, chăm sóc thầy Minh Tuệ rất chu đáo và đầy lòng tôn kính. Ánh mắt của thầy có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng, từ bi với thầy Minh Tuệ và thông tin tiểu sử của thầy Minh Chí cũng như các thầy khác trong tăng đoàn. Kênh cũng có video chia sẻ rồi, xin mời quý vị vào danh sách video của kênh để xem, để biết rõ hơn nhé. Lúc mới vào đi theo thầy Minh Tuệ, thầy Tuệ Minh chỉ mặc đồ thường, đi theo làm hộ pháp cho thầy. Nhưng sau thấy có quá nhiều hộ pháp tự xưng, thầy Tuệ Minh cũng phát nguyện đáp y. Thầy Tuệ Minh luôn đi cạnh thầy, luôn ngồi cạnh khi thầy nghỉ. Lúc các thầy ngồi nghỉ hay thỏ thực, thì thầy Tuệ Minh cũng đứng quan sát, giúp làm này kia rồi mới ngồi sau. Thầy Tuệ Minh đi theo thầy Minh Tuệ gần đúng một tháng. Khi sự việc xảy ra đêm ngày mùng 2 sáng ngày mùng 3 tháng 6, thầy Tuệ Minh được đưa về quê Hà Tĩnh. Thầy có chia sẻ rằng, thầy về nhà ngày 6 tháng 6, thầy về được một ngày thì công an huyện, tỉnh Hà Tĩnh đến bảo ký cam kết, không được tụ tập đông người. Sau khi biết được tin thầy Minh Tuệ đang ở Gia Lai và đi khất thực lại. Ngày 11 tháng 6. Thầy được Phật tử giúp đỡ, lấy xe đưa thầy từ Hà Tĩnh vào Gia Lai để gặp thầy Minh Tuệ. Với sự quyết tâm và tinh tấn trên con đường tu tập của mình, thầy Tuệ Minh được rất nhiều người yêu quý và khâm phục. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.